Xin chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục dịp khai giảng. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư động viên nhắn nhủ đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên trên cả nước. Báo Người Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp khai giảng năm học mới. Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các em học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025, tôi thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã và đang công tác trong ngành giáo dục, cùng các em học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh những tình cảm thân thiết và những lời chúc tốt đẹp nhất. Trong thư gửi các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Bác Hồ đã viết: Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Cố Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh trong cuộc gặp gỡ học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc ngày 3 tháng 11 năm 2018. Hiện tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh, nguyên khí mà suy thì đất nước yếu. Đảng, nhà nước luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đã và đang có những chính sách ưu tiên phát triển giáo dục, đào tạo. Năm học 2023-2024, sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 NQ-TVK ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nền giáo dục nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần to lớn trong việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần thi đua, phấn đấu của thầy trò cả nước, cũng như sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả của toàn ngành giáo dục, sự đồng hành, hỗ trợ của các bậc phụ huynh trong thời gian qua. Năm học mới 2024-2025 là năm học đầu tiên thực hiện kết luận số 91 KLTVK của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29 NQ-TVK và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở tất cả các lớp từ lớp 1 đến lớp 12. Tôi mong ngành giáo dục cần tập trung thực hiện tốt chủ đề năm học đã đề ra là đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương. Giáo dục và đào tạo cần tiếp tục hướng đến phát triển con người và hạnh phúc của con người, phát huy tối đa nhân tố con người, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực, mục tiêu của sự phát triển, tạo nền tảng cho việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với khí thế của năm học mới, tôi tin tưởng các em học sinh, sinh viên, học viên sẽ nỗ lực học tập, tu dưỡng, tiếp thu và làm chủ kiến thức, hình thành những năng lực cốt lõi, tạo dựng những khát vọng lớn lao để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Tôi mong các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục luôn tâm huyết, yêu nghề, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cao quý của mình. Tôi mong các bậc phụ huynh vì tương lai con em chúng ta phối hợp tốt với nhà trường, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác giáo dục. Tôi đề nghị các bộ ban ngành trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền chăm lo hơn nữa sự nghiệp giáo dục bằng các quyết sách kịp thời, thiết thực và đúng đắn để các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, sinh viên, học viên được giảng dạy, học tập trong một môi trường lành mạnh và đầy đủ các điều kiện để phát huy năng lực sáng tạo, thực hiện thành công công cuộc đổi mới của giáo dục nước nhà. Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục
và các em học sinh, sinh viên, học viên luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, thành công và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu tham mưu giỏi, phục vụ tốt. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định phong trào thi đua, tham mưu giỏi, phục vụ tốt đã trở thành chất xúc tác thúc đẩy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Sáng mùng 4 tháng 9 tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt thân mật với đoàn đại biểu gồm 150 cá nhân được tôn vinh trong phong trào thi đua, tham mưu giỏi, phục vụ tốt giai đoạn 2019-2024. Từ chủ trương trong nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12 năm 2018, Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam đã cụ thể hóa phong trào tham mưu giỏi, phục vụ tốt trong nghị quyết số 04 về nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và triển khai trong toàn hệ thống với nội dung tham mưu giỏi là tham mưu đúng, trúng, kịp thời, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao cho nhà nước, xã hội, người dân, người lao động và doanh nghiệp. Phục vụ tốt là phục vụ chu đáo, tận tình, trách nhiệm, hiệu quả, theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm hài lòng người dân, doanh nghiệp và khách hàng. Phục vụ còn được hiểu là phục vụ sự nghiệp vẻ vang của Đảng, phụng sự Tổ quốc, dân tộc. Sau 5 năm triển khai, phong trào đã thấm sâu đến cơ sở, được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng, thực hiện bằng các việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả ở từng cơ quan, đơn vị. Tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao và hoan nghênh Công đoàn Viên chức Việt Nam đã phát huy tốt vai trò chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến, tổ chức, phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam và các cấp ngành phát động, trong đó có phong trào thi đua, tham mưu giỏi, phục vụ tốt đã được đông đảo các cấp công đoàn tích cực hưởng ứng, tạo động lực thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và tăng cường trách nhiệm trong mọi việc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, thời gian qua, phong trào đã trở thành chất xúc tác, thúc đẩy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Với việc triển khai sâu rộng phong trào, tham mưu giỏi, phục vụ tốt trong cả nước, đã xuất hiện hàng ngàn điển hình tiên tiến, mà trong đó 150 người được biểu dương là những tấm gương tiêu biểu của phong trào. Đây là những tấm gương tiêu biểu xuất sắc, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, lao động đạt năng suất cao, chất lượng tốt, tận tụy, trách nhiệm cao trong công việc, hết lòng hết sức vì nhiệm vụ chung, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ, nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đặt ra mục tiêu chiến lược đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thu nhập cao, đồng thời nhấn mạnh đó là khát vọng của toàn dân tộc và cũng là thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Trong bối cảnh mới ngày càng nhiều khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực con người là nguồn lực nội sinh quan trọng nhất. Cần có một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên hết, trước hết. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở, công đoàn cùng cơ quan chuyên môn sẽ luôn tạo được môi trường kết hợp giữa giáo dục, rèn luyện trong tập thể, với phát huy tính chủ động, tự giác trong rèn luyện, tu dưỡng cá nhân. Chúng ta sẽ có được lực lượng mạnh, đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, trước yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư lấy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tri thức làm nền tảng, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải thực sự năng động, đổi mới sáng tạo, phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nắm vững chủ trương, chính sách, pháp luật, không ngừng nâng cao tri thức, đổi mới tư duy và tầm nhìn, có tinh thần tự học suốt đời, luôn cập nhật kiến thức,
phát triển kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị công đoàn viên chức Việt Nam và các cấp công đoàn cả nước cần tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, giám sát thực hiện các phong trào thi đua, để các phong trào duy trì thường xuyên, liên tục, xác định rõ mục tiêu, đối tượng, nội dung và tiêu chí thi đua. Đồng thời, coi trọng hơn nữa công tác phát hiện, lựa chọn, biểu dương, nhân rộng, lan tỏa các điển hình tiên tiến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!